Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp mới đây về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương tổng kết luật đất đai và xây dựng luật đất đai sửa đổi. Các doanh nghiệp cho rằng luật đất đai 2013 hiện nay đã lộ rõ nhiều nội dung chồng chéo, không đồng nhất với các luật và các văn bản hướng dẫn khác liên quan. Chính điều này đã khiến cho doanh nghiệp gặp khó trong việc phát triển các dự án bất động sản mới, khiến cho nguồn cung nhà ở trên thị trường bị giảm đi, đẩy giá bán tăng cao. Ngoài ra, vấn đề này cũng ảnh hưởng tới thu hút đầu tư, phát triển dự án của các địa phương. Theo thống kê của Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay cả nước có 82.900 căn hộ du lịch, phần lớn nằm trong tòa nhà cao tầng thuộc các khu du lịch nghỉ dưỡng, sử dụng quỹ đất là đất thương mại dịch vụ. Một số tỉnh đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở không hình thành đơn vị ở cho các căn hộ du lịch này. Tuy nhiên, cơ quan có thẩm quyền của Trung ương đã kết luận việc cấp sổ này trái với những quy định của luật đất đai. Đây là một trong những nguyên nhân khiến cho thị trường condotel bị chững lại suốt 2 năm qua. Tháng 3 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 30 hướng dẫn thi hành một số điều của luật nhà ở. Ngay lập tức, một số doanh nghiệp và hiệp hội cho rằng nhiều quy định còn bất cập, nguyên nhân chính xuất phát từ luật đất đai.